Tại sao lại là thu nhập thụ động ạ? Thu nhập thụ động là gì anh chị em? À, thu nhập thụ động là gì ạ? À, theo anh chị em thu nhập thụ động là gì? Thế nào là thu nhập thụ động? Và tại sao chúng ta lại cần quan tâm đến thu nhập thụ động? À, anh chị em hãy trả lời câu hỏi thu nhập thụ động là gì? Hãy comment xuống thế nào gọi là thu nhập thụ động. Rất nhiều anh chị em nói về thu nhập thụ động nhưng mà không không rõ anh chị em có hiểu về thu nhập thụ động không? À, ngồi không vẫn có tiền chạy về túi, không làm vẫn có ăn. À, đúng rồi. Nghe có vẻ kỳ diệu đúng không anh chị em? Nghe có vẻ là hơi ảo đúng không? Không làm mà cũng có ăn, nghe điêu thế. Đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là hoàn toàn có thể xảy ra. À, thu nhập thụ động được định nghĩa đó là gì ạ? Là thu nhập mà bạn không cần phải làm việc quá nhiều hoặc không cần phải làm việc thì vẫn có thu nhập. Đó. Thì đây là một cái gọi là định nghĩa cơ bản nhất. Nó có rất nhiều định nghĩa về thu nhập thụ động nhưng đây là một cái định nghĩa cơ bản nhất. Ví dụ Robert Kiyosaki nói rằng nếu như mà bạn không làm việc trong vòng 6 tháng mà vẫn duy trì được cái thu nhập hiện tại thì đó được gọi là thu nhập thụ động, ít nhất là 6 tháng trở lên nhé. Chứ còn nếu mà mình không làm 1 tháng 2 tháng thì vẫn chưa phải là thu nhập thụ động. Đấy, đấy định nghĩa của Robert Kiyosaki thì nó rõ ràng hơn một chút đúng không anh chị em? Đó. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải tìm ra các cái thu nhập thụ động. Thế tại sao lại cần phải có thu nhập thụ động? À, tại sao lại phải thụ động ạ? Thụ động với cả khác với cả chủ động ở chỗ nào? Đúng không ạ? À, thu nhập chủ động tức là chúng ta phải làm thì mới có tiền, đấy gọi là active income, gọi là chúng ta gì ạ? Phải làm thì mới có. Còn thu nhập thụ động thì chúng ta sẽ có những cái trạng thái mà không làm mà vẫn có. Đấy. Như vậy ở đây nó sẽ có hai cái mô hình nó khác nhau và chúng ta không phân tích những cái mô hình mà thu nhập chủ động, tập trung vào các mô hình thu nhập thụ động. Những người mà thường tạo ra các thu nhập chủ động nhé, active income nhé, thì đó là những người làm thuê và những nhóm người tự kinh doanh riêng, đó, nhóm người thuộc cái nhóm E và nhóm S ở bên trái của kim tứ đồ, những cái người mà thuộc 80% dân số hiện nay nhưng mà sở hữu có gì ạ, có 20, thực ra chưa đến 20% của cả xã hội của thế giới này. Thì những người làm thuê và những người tự kinh doanh thì đều là những người thu nhập chủ động, tức là sao ạ? Họ phải làm thì mới có tiền, còn ngừng làm là hết tiền. Bao nhiêu anh chị em chúng ta vẫn đang ở trạng thái là phải làm mới có tiền và ngừng làm thì hết tiền, vui lòng comment số 1 giúp Vy đúng không ạ? Comment số 1 nếu anh chị em chúng ta phải làm thì mới có tiền và ngừng làm phát là hết tiền. Đó. Huy thì cũng bắt đầu từ những cái người mà thu nhập chủ động và bây giờ Huy đang xây dựng các nguồn thu nhập thụ động cho mình. À, còn bên cái thu nhập thụ động thì đó là bên phải của kim tứ đồ, đó là những người chủ doanh nghiệp, chủ các hệ thống kinh doanh hoặc là các nhà đầu tư, đúng không ạ? À, khi mà họ trở thành các cái chủ doanh nghiệp thì họ đã xây dựng cho mình một cái hệ thống kinh doanh hoặc là nhiều hệ thống kinh doanh để mà từ đó có người vận hành cái công ty đó cho họ và họ hoàn toàn thoát ra khỏi doanh nghiệp của mình nhưng doanh nghiệp vẫn gì ạ, vẫn hoạt động, vẫn phát triển, vẫn tiến hóa. Đó. Hoặc là những người có tiền, có nhiều tiền và có kiến thức để đầu tư, dùng tiền để đẻ ra tiền, cho nên là dùng tiền để gì ạ, để tiền lao động cho mình thay vì mình phải lao động cho tiền thì mình để tiền lao động cho mình, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em chúng ta đã có nguồn thu nhập thụ động thì comment số 2 ạ. À, tức là mình không làm hoặc làm ít mà vẫn có tiền thì comment số 2. Ok, rất tuyệt vời, xin chúc mừng anh chị em. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm hiểu các cái mô hình kinh doanh để giúp chúng ta có thể có cái nguồn thu nhập thụ động, đúng không ạ? À, thế thì
cái việc thu nhập thụ động thì nó quan trọng như thế nào? Thu nhập thụ động thì nó sẽ quan trọng như nào? Tại sao cần có thu nhập thụ động? À, thứ nhất, khi có thu nhập thụ động thì chúng ta không làm mà vẫn có tiền. Như vậy là chúng ta sẽ tự do. Đấy. Chúng ta sẽ không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền. Từ đó chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta có nhiều thời gian hơn. Và khi đó chúng ta sẽ được làm những điều mình thích. Ví dụ như là được đi du lịch này, chúng ta có thể giải trí, hưởng thụ cuộc sống này, thay vì phải làm lụng vất vả để đủ sống như phần lớn những người ở ngoài kia. Thì chúng ta sẽ được làm những việc mình thích. Chúng ta có thời gian để làm những việc mình thích. Chúng ta có tiền để làm những việc mình thích. Đúng không ạ? Đấy là cuộc sống đáng mơ ước, đúng không anh chị em? Rồi chúng ta có thời gian để chăm sóc bản thân, để diện, để tập thể dục, để chạy bộ, để tham gia các chương trình thể thao mà chúng ta yêu thích. Chúng ta có thể tập luyện thể thao, có thể bơi lội, có thể chạy bộ, có rất nhiều cách thức khác nhau để tập luyện thể thao. Chúng ta có thể chăm sóc gia đình, con cái của mình, dạy con cái của mình học, cho chúng đi chơi, cho chúng có những trải nghiệm tuyệt vời. Chúng ta có thể chăm sóc các cái mối quan hệ khác, đúng không ạ? Có thể đi chơi với các người bạn của chúng ta. Thì chúng ta ít nhất chúng ta có thời gian. Rất nhiều người quá bận rộn trong công việc, cho nên là quên mất cái việc chăm sóc các cái mối quan hệ. Đúng không ạ? Và từ đó dần dần cuộc sống càng ngày càng ít đi những cái mối quan hệ, ít đi bạn bè. Và cuối cùng mình quay lại thì mình thấy gì ạ? Mình chỉ có mỗi công việc mà chẳng có thời gian cho bạn bè, cho người thân, cho gia đình, cho bản thân mình. Đúng không ạ? Và khi mà chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta có nhiều tiền bạc thì chúng ta có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Đúng không ạ? Và khi chúng ta có thụ động thì chúng ta lại gì ạ? Chúng ta lại có thể tạo ra được thêm nhiều cái nguồn thu nhập thụ động khác nữa. Đấy. Và trong cái quá trình chúng ta tạo ra nhiều cái nguồn thu nhập thụ động thì đó là cái quá trình mà chúng ta giúp đỡ được nhiều người. Đúng không ạ? Đó. Thì đó chính là cái ý nghĩa mà chúng ta cần có thu nhập thụ động. Bao nhiêu anh chị em chúng ta mong muốn mình cũng có được cái nguồn thu nhập thụ động, vui lòng comment là tôi muốn, được không ạ? Huy thấy là cái người mà đang có thu nhập thụ động hiện nay là không có nhiều, rất là ít, đúng không ạ? Thì đấy là gì ạ? Là chúng ta chứng tỏ là số lượng nó không có quá lớn, nhưng mà chúng ta luôn luôn mong muốn đến điều đó, đúng không ạ? Và chúng ta biết Warren Buffett là một trong những cái vị tỷ phú hàng đầu trên thế giới. Ông ấy có nói rằng nếu không tìm được cách để kiếm ra tiền ngay cả khi mình đang ngủ, rất có thể bạn sẽ phải làm việc cho đến hết đời. Đó. Và chúng ta thì không ai muốn làm việc đến hết đời, đúng không ạ? Chúng ta đều mong muốn là có thể tìm ra được các nguồn thu nhập thụ động để mà mình có thể hưởng thụ cuộc sống này. Bởi vì chúng ta sống có một lần thôi, sống có một cuộc đời thôi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sống một cuộc đời thôi. Đấy, cho nên là chúng ta hãy sống làm sao để nó thật là sung sướng nhất, thật là thoải mái nhất, thật là gì ạ? Đáng sống nhất. Chứ không ai muốn làm việc vất vả đến tận cuối đời, đúng không ạ? Chúng ta có thể bắt đầu từ những cái công việc thu nhập chủ động, bởi vì nó dễ hơn. Bởi vì nó dễ hơn, cho nên là gì ạ? Cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu từ thu nhập chủ động. Thế thu nhập thụ động là dễ hay khó anh chị em? Thu nhập thụ động là khó anh chị em nhé. Không hề đơn giản một chút nào. Thu nhập thụ động là khó. Chính vì khó cho nên ấy, ít người mới làm được. Mới chỉ có 20% những người thành công ngoài kia họ có nguồn thu nhập thụ động. Thế thì khó thì mình có làm được không? Xin thưa là khó nhưng có cách dễ để làm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm cách dễ để mà có thể gì ạ? Làm cái việc này. Cái quan trọng nhất là chúng ta định vị của mình. Quan trọng nhất là chúng ta gì ạ? Có mong muốn cái điều đó hay không mà thôi. Khi mà chúng ta thực sự mong muốn điều đó thì cái điều đó nó sẽ đến. Đấy, chúng ta phải định vị mình là ở bên phải kim tứ đồ, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta bắt đầu thực hiện cái mục tiêu của mình thì chúng ta phải xác định cho mình một cái mục tiêu tài chính ở trong đầu. Bao nhiêu thì đủ cho cuộc sống ước mơ của bạn? Cái cuộc sống ước mơ của bạn là gì? Ở một cái ngôi nhà như thế nào, đi một cái xe như thế nào, chi phí sinh hoạt, chi phí hàng ngày của mình là bao nhiêu? Hãy đặt ra cho mình một con số. Ví dụ như là con số là 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu thu nhập thụ động. Ví dụ như vậy, bất kể con số nào anh chị em muốn.
hãy xây dựng cho mình một ước mơ, xây dựng cho mình một mục tiêu và sau đó tìm những cái gì mà phù hợp để mà mình bắt đầu. Chúng ta phải biết chúng ta đang có cái gì, chúng ta đang có kỹ năng gì, chúng ta đang có cái nền tảng gì, chúng ta đang có bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Chúng ta đang có kiến thức như thế nào, chúng ta đang có nguồn lực như thế nào. Đấy, phải biết rõ mình là ai và mình đang có cái gì. Chứ đừng quá ảo tưởng ngày hôm nay còn chưa kiếm được 5 triệu mà mơ ước trở thành tỷ phú đô la. Tất nhiên mơ thì cứ mơ, nhưng mà chúng ta phải đặt ra những cái mục tiêu mà có thể đạt được. Đấy. Và khi mà chúng ta đạt ra những mục tiêu mà có thể đạt được, gọi là achievable ấy, thì khi đó chúng ta sẽ giành được cái chiến thắng đó. Và giành được chiến thắng đó thì chúng ta tiếp tục đặt mục tiêu mới tiếp theo, đúng không ạ? Và cái quan trọng nhất, khi mà chúng ta biết mình là ai và biết được cái mục tiêu của mình rồi, thì hãy chọn ra cái mô hình kinh doanh phù hợp với mình. Và sau đó thì làm sao ạ? Sau đó là bắt đầu cái giấc mơ của mình thôi, đúng không ạ? Đấy. Thay vì là mình ngủ tiếp thì mình hãy dậy sớm để bắt đầu giấc mơ của mình. Cho nên xin chúc mừng tất cả anh chị em có mặt trong phòng Zoom tuyệt vời ngày hôm nay, vì chúng ta đang dậy để mà thực hiện giấc mơ, chứ không phải là ngủ để thực hiện giấc mơ, đúng không ạ? Để tiếp tục mơ, đúng không ạ? Rồi, ok. Thì sau đây chúng ta sẽ đi sâu vào các cách thức hay là các mô hình kinh doanh để mà mình có thể xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động của mình. Anh chị em hãy cho mình một cái lựa chọn, tìm hiểu một loạt những cái mô hình kinh doanh, sau đó hãy lựa chọn những mô hình kinh doanh phù hợp để mà bắt đầu, đúng không ạ? Rồi. Khi mà chúng ta biết rằng để mà có thu nhập thụ động thì chúng ta phải bước sang phần bên phải của kim tứ đồ. Mà bên phải của kim tứ đồ thì chỉ có hai cái đối tượng chính. Một đó là gì ạ? Là chủ doanh nghiệp. Hai đó là gì ạ? Hai đó là nhà đầu tư, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta là chủ doanh nghiệp hoặc là chủ một hệ thống kinh doanh, đúng không ạ? Có những người thì họ có thể là có doanh nghiệp hoặc không có doanh nghiệp không quan trọng. Quan trọng nhất họ phải có hệ thống kinh doanh. Cái từ ở đây đó là từ hệ thống, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ là hệ thống. Thì trong cái một cái doanh nghiệp mà bất kỳ hoặc là trong xã hội thì thông thường nó sẽ có bốn cái mảng chính. Mảng thứ nhất đó là các cái doanh nghiệp liên quan đến sản xuất chế biến, sau đó mang ra để phân phối. Tiếp theo nữa là cái quá trình marketing, và cuối cùng là các cái hoạt động liên quan đến bán hàng. Thì kể cả bốn cái thành phần chính của các cái gọi là mô hình kinh doanh, các mô hình kinh doanh đều gói gọn, tóm gọn lại, nó đều ra được bốn cái mô hình kinh doanh chính này, bốn cái vai trò chính này. Thì kể cả là một trong các cái vai trò này, chúng ta đều có thể nhá, đều có thể xây dựng cho mình nguồn thu nhập thụ động, anh chị em nhé. Tất cả đều có thể xây dựng nguồn thu nhập thụ động nếu mà chúng ta biết cách, đúng không ạ? Rồi, đầu tiên là sản xuất và chế biến. Thì cái ưu nhược điểm của nó là gì ạ? Khi mà chúng ta sản xuất chế biến thì chúng ta cần phải xây dựng những cái nguồn nguyên liệu. Ví dụ như là những cái người mà trồng hoa quả thanh long, đúng không ạ? Thì khi mà họ trồng ấy, họ đứng ra họ trồng ấy, hoặc là họ làm chủ cái vườn ấy, thì họ vẫn đang là thu nhập chủ động. Nhưng nếu mà chúng ta xây dựng một cái hệ thống hàng chục, hàng ngàn cái hecta để mà phát triển cái nguồn nguyên liệu, thì chúng ta cũng có thể trở thành những ông chủ lớn, và những ông chủ lớn có thể là tự do được tài chính và có những nguồn thu nhập thụ động, bởi khi đó họ sẽ thuê người để làm cho mình, đúng không ạ? Có những người thì xây dựng cái nhà máy sản xuất, xây dựng nhà máy sản xuất, rồi sau đó họ tự động hóa cái doanh nghiệp của họ. Cái gì thì cái, muốn có thu nhập thụ động thì phải tự động hóa, anh em ạ, phải tự động hóa doanh nghiệp của mình, xây dựng những cái quy trình hoạt động cho cái doanh nghiệp của mình và đẩy nó lên phần gọi là tự động, thuê người quản lý giám sát, thuê người làm việc thay cho mình, và đưa công ty lên các cái sàn chứng khoán hoặc đưa lên sàn mà có thể giao dịch được cái cổ phiếu cũng như là cổ phần. Thì khi đó không hoạt động, chúng ta không tham gia vào quá trình hoạt động, chúng ta vẫn có thể tự do bằng cách này tổ chức thuê những cái người quản lý giám sát cho chúng ta. Thì đây là cái phần mà phổ biến của thế giới cách đây 30 đến 50 năm trước. Tức là đây là thế hệ cha ông chú của chúng ta, những cái người ở thế hệ tầm 6x, 7x,
Đấy, 5X, 6X, 7X họ đều là những người mà rất là giỏi trong việc mà sản xuất và chế biến. Tuy nhiên ở giai đoạn gần đây, nếu mà chúng ta đưa vào đầu tư vào cái mô hình sản xuất thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Tại sao ạ? Bởi vì thứ nhất, chúng ta không thể cạnh tranh được với những cái mô hình đang sản xuất hiện tại, rất khó. Cái thứ hai đó là với cái tình hình dịch bệnh Covid, đồng thời là cái tình hình là gì ạ? Khủng hoảng nền kinh tế hiện nay, thì các cái doanh nghiệp chế biến đều gặp những cái khó khăn, gặp cái vấn đề rất là lớn. Tất nhiên có những cái mô hình sản xuất vẫn gì ạ? Rất phát triển, ví dụ như mô hình sản xuất về các ngành về liên quan đến y tế, vật tư y tế đấy, hoặc là liên quan đến thuốc, liên quan đến những cái sản phẩm mà chăm sóc sức khỏe thì đều đang rất là hot đó. Nhưng mà phần lớn các cái ngành sản xuất đều gặp khó khăn đó. Năm 2008 khi mà nền kinh tế gặp khó khăn, khi mà giá dầu tăng đột biến, khi mà giá vàng tăng đột biến, giá đất tăng đột biến, thì nó gọi là khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Và năm nay, từ năm ngoái đến năm nay thì chúng ta cũng bắt đầu nhìn thấy sự khủng hoảng kinh tế khi mà dịch bệnh Covid xảy ra. Đồng thời năm nay chúng ta còn thấy là gì ạ? Là chiến tranh giữa Nga và Ukraine, nó làm cho gì ạ? Làm cho khủng hoảng kinh tế càng ngày càng trầm trọng hơn. Và điều này dẫn đến cái việc mà chúng ta phải nhìn lại cái lựa chọn của mình, cái công việc kinh doanh hiện tại của mình hoặc là công việc kinh doanh tương lai của mình. Nếu mà chúng ta không lựa chọn đúng, chúng ta có thể là gì ạ? Có thể là sẽ lại tiếp tục gặp những cái vấn đề, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa đó là chúng ta sẽ đi vào các cái mô hình nó dễ hơn. Bởi vì với cái mô hình này ấy, thì chúng ta cần phải đầu tư rất nhiều tiền, chúng ta cần phải có nhiều vốn, nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm, nhiều mối quan hệ, rất nhiều những khó khăn, đúng không ạ? Đấy, và rủi ro thì rất là cao. Cho nên là chúng ta sẽ lựa chọn một cách hết sức cẩn thận khi mà lựa chọn cái mô hình này. Mô hình này vẫn có thể tự động hóa và vẫn có thể có nguồn thu nhập thụ động, nhưng nó quá tốn kém và quá nguy hiểm ở trong giai đoạn này, anh chị em nhé. Nếu anh chị em là những người mới thì có thể thử những cái cách khác nhau, đúng không ạ? Rồi, chúng ta có thể làm những cái việc đơn giản hơn. Ví dụ như là chúng ta viết những cuốn sách, những cái ebook, đúng không ạ? Viết sách, đây là một cách để chúng ta có nguồn thu nhập thụ động. Chúng ta viết sách, sau đó là chúng ta bán cái quyền tác giả của mình để cho các cái nhà sản xuất, các nhà xuất bản, họ xuất bản sách và sau họ bán. Mỗi cuốn sách chúng ta sẽ ăn một phần trăm hoa hồng. Ví dụ họ bán được một cuốn sách là 100.000 thì chúng ta sẽ được khoảng 30.000 hoặc 50.000 gì đó, tùy cái thỏa thuận cũng như là tên tuổi của chúng ta, đúng không ạ? Ebook chúng ta cũng thể bán online đấy, và thanh toán online, tất cả mọi thứ đều có thể dùng online, đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta có thể sáng tác nhạc, những cái bài hát, những cái bản thu âm. Chúng ta biết rằng những cái nhạc sĩ họ có thể là có những cái bài hát mà có thể là kiếm tiền trong vòng nhiều năm để mà sử dụng một bài hát. Khi mà chúng ta sử dụng một bài hát nào đó có bản quyền ở trên mạng xã hội, ở trên YouTube, thì chúng ta ngay lập tức chúng ta sẽ được cái gì ạ? YouTube sẽ chi trả cho chúng ta cái tiền gọi là tiền bản quyền khi người khác sử dụng cái nhạc đó của mình. Khi người khác kiếm được tiền từ quảng cáo thì chúng ta sẽ nhận được tiền từ quảng cáo, từ cái bài hát đó, đúng không ạ? Hay là cái gì ạ? Cái bản nhạc đó hoặc là cái bản thu âm đó. Đôi khi chỉ nó có cái bản thu âm không lời thôi, một cái nhạc chuông điện thoại thôi, thì chúng ta cũng có thể là gì ạ? Nhận được một cái khoản gọi là bản quyền. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có thể có những cái tranh hoặc ảnh mà chúng ta có thể gì ạ? Cho thuê. Chúng ta có thể cho thuê những cái ảnh, ví dụ như là những cái ảnh mà được sử dụng ở trên các cái tạp chí, các cái quảng cáo của các cái doanh nghiệp, thì họ đều phải thuê hoặc mua lại cái gì ạ? Cái ảnh đó để mà gì ạ? Để mà được phép in ấn lưu hành. Đó, thì đó là những cái nguồn đơn giản nhất để chúng ta có thể tạo ra các cái thu nhập thụ động. Tiếp theo nữa, chúng ta có thể xây dựng những cái hạ tầng, nền tảng kỹ thuật hay là cái công cụ cho thuê. Anh chị em thấy những cái công ty mà tạo ra những cái công cụ làm việc để cho thuê, ví dụ như là Google, Facebook,
Đấy là họ gì ạ? Họ tạo ra cái công cụ làm việc hay là nền tảng kỹ thuật để cho thuê, hoặc là những cái gì ạ? Những cái công ty mà tạo ra cái nền tảng kỹ thuật của điện thoại, ví dụ Mobile Phone, Vidaphone, Viettel, đúng không ạ? Họ tạo ra cái nền tảng kỹ thuật, sau đó nó cho thuê cái nền tảng kỹ thuật đó, và chúng ta phải gì ạ? Phải thuê bao, mỗi tháng chúng ta phải trả bao tiền đó. Đấy, hoặc là truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số, đúng không ạ? Đấy, hoặc là có rất nhiều những cái thứ mà chúng ta cần phải thuê hàng tháng, phải mua hàng tháng. Đó, thì đấy là những cái thứ mà chúng ta có thể xây dựng cái hạ tầng như vậy. Tuy nhiên cái việc xây dựng hạ tầng này thì nó cũng gì ạ? Nó cũng không đơn giản, nó cũng mất khá nhiều cái chi phí cũng như là nguồn lực, cho nên là chúng ta cũng cân nhắc khi mà sử dụng cái nền tảng kỹ thuật này, xây dựng cái nền tảng này. Cái điều này thì rất là hay. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng những cái nền tảng mà gọi là nền kinh tế chia sẻ, nếu mà anh chị em đã từng nghe nó, nền kinh tế chia sẻ. Đó là chúng ta xây dựng những cái app điện thoại mà có thể kết nối mọi người với nhau. Ví dụ như là Uber, Grab, Airbnb, đúng không ạ? Rồi nhiều các cái app chia sẻ khác, kết nối giữa người cần và người có. Thì đấy là gì ạ? Đấy là những cái nền tảng kỹ thuật. Chúng ta có thể xây dựng những cái app điện thoại, những cái phần mềm mà có thể cho thuê, đúng không ạ? Những cái app điện thoại mà chúng ta cần phải thuê hàng tháng, ví dụ như phần mềm Zoom chúng ta đang sử dụng chẳng hạn. Nếu mà chúng ta là người sử dụng bình thường, là người nghe thì chúng ta không cần phải mua. Nhưng nếu mà chúng ta là cái người chủ của cái phòng Zoom thì chúng ta cần phải mua hàng tháng hoặc hàng năm mà để mà được sử dụng những cái chức năng cao cấp hơn. Đó, họ có thể là cho miễn phí một phần nhưng mà sẽ tính phí những cái phần mà cao cấp hơn, nó gọi là free premium. Đó, tức là free cộng với cả premium, gọi là free premium. Đó, tức là gì ạ? Là phần lớn mọi người sẽ dùng miễn phí, trong số đó có một số người dùng có phí, trả phí để mà gì ạ? Để mà sử dụng những cái chức năng cao cấp hơn. Đó, ví dụ như là Facebook, ví dụ như Google, ví dụ như Instagram, TikTok, Twitter, phần lớn đều là những cái phần mềm miễn phí, đúng không anh chị em? Đó, và khi mà chúng ta sử dụng thì sẽ có một số người trả phí để được gì ạ? Để được quảng cáo ở trên cái nền tảng đó, hoặc là để được sử dụng một số cái chức năng cao cấp hơn của cái nền tảng đó, đúng không ạ? Như vậy là đây cũng là một cách để chúng ta xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động cực kỳ tuyệt vời. Đó, tất nhiên chúng ta vẫn phải xây dựng doanh nghiệp và gì ạ? Và tự động hóa doanh nghiệp của mình. Nếu không thì sao? Nếu không thì nó cũng chưa thụ động đâu anh chị em. Đó, ít nhất là chúng ta cũng sẽ có một cái nguồn thu nhập thụ động. Nếu như mà chúng ta có một cái phần mềm mà có thể bán hoặc cho thuê mà mọi người cứ chi trả hàng tháng thì chúng ta xây dựng một lần, vất vả, cố gắng, nỗ lực một lần, nhưng sau đó chúng ta sẽ có nguồn thu nhập thụ động dài, nhiều lần. Đấy. Và nếu mà chúng ta muốn duy trì nó lâu dài, chúng ta vẫn phải đầu tư thời gian, công sức, chất xám để nâng cấp, để mà bảo trì, bảo dưỡng liên tục, thường xuyên. Nếu không thì không có cái gì là gì ạ, là mãi mãi, không có nguồn thu nhập nào gì ạ, mà mãi mãi nếu mà chúng ta không có sự gì ạ, đầu tư thêm vào, đúng không ạ? Đấy, đấy là một số cái nguồn thu nhập thụ động bằng cách là xây dựng, sản xuất hay là tạo ra những cái nền tảng. Đấy. Về viết sách thì Huy cũng đang có ý định, đang có ý tưởng, cũng như là đang có đưa mình cho mình cái mục tiêu. Đó là trong năm nay hoặc năm sau, dự định chắc năm sau, Huy sẽ cho ra mắt khoảng độ 1 đến 3 cuốn sách. Và dự định trong cả cuộc đời của mình, nếu mà mình còn đủ sức khỏe, còn sống sót thì chắc là mình sẽ mơ ước, đó là có thể tạo ra được khoảng 30 cuốn sách cho cuộc đời của mình. Đó, và rất nhiều cái chủ đề khác nhau. Trong năm sau mình đặt mục tiêu là sẽ có khoảng 3 cuốn sách. Đấy là mục tiêu, mơ ước là mình như vậy. Ok không ạ? Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái phần phân phối sản phẩm. Trong cái việc phân phối sản phẩm thì chúng ta không phải là người sản xuất, mà chúng ta sẽ là người mà mang cái sản phẩm của các cái đơn vị khác, của những nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng, thì gọi là quá trình phân phối sản phẩm. Thì trong đó thì chúng ta có thể xây dựng ra các trang thương mại điện tử. Các trang thương mại điện tử là gì ạ? Các trang thương mại điện tử đó là nơi mà khách hàng họ có thể đến, họ mua hàng và họ có thể thanh toán online. Sau đó chúng ta sẽ giao hàng cho họ. Nếu mà những cái
sản phẩm mà mang tính chất là gọi là phi vật lý, những cái sản phẩm mang tính chất là những cái ebook này, những cái tài liệu có thể download được này, đấy, hoặc là những cái tài sản mang tính chất là trí tuệ, gọi là tài sản số, những cái video, những cái khóa học online, những cái bài hát, những cái bài nhạc, những cái tranh vẽ, những cái hình ảnh online, thì chúng ta hoàn toàn có thể bán ở trên các cái trang thương mại điện tử. Chúng ta xây dựng các trang thương mại điện tử, sau đó quảng bá nó để mà gì ạ, để mà có những cái khách hàng, và khi mà họ đến thì chúng ta có thể là gì ạ, kiếm được tiền một cách thụ động, họ thanh toán là lập tức là xuất hiện cái trang để download, hoặc là có những cái trang để chúng ta học tập đó. Thì đấy là cái cách để mà chúng ta xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động từ các trang thương mại điện tử. Vì cái điều này thì chúng ta cũng cần phải có những cái kiến thức về lập trình, kiến thức về về kinh doanh. Và hiện nay thì có rất nhiều những cái trang họ đã cung cấp cho chúng ta cái nền tảng để mà gì ạ, tạo ra các cái trang thương mại điện tử cho riêng mình mà không cần phải hiểu biết về lập trình, không cần phải có quá nhiều cái kỹ thuật, không cần phải có quá nhiều những cái kiến thức về chuyên môn, chúng ta vẫn có thể tạo ra được cái trang thương mại điện tử của mình bằng cách tham gia vào các cái sàn thương mại điện tử, đúng không ạ? Các sàn thương mại điện tử, đấy. Nếu mà chúng ta có thể thì chúng ta tạo ra các sàn thương mại điện tử, đấy. Sau đó gì ạ? Sau đó cho mọi người vào đó để mà tạo ra các cái gian hàng riêng của họ, đấy. Ví dụ như là Shopee, Tiki, Lazada, Amazon, eBay, Alibaba, họ đều là những cái sàn thương mại điện tử, gọi là sàn bởi vì sao ạ? Bởi vì họ có thể cho thuê hoặc là gì ạ, cho đăng ký những cái gian hàng online hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Và sau đó thì những cái khách hàng họ vào cái sàn đấy, cái sàn nó giống như một cái chợ ấy nhỉ, đấy, nơi mà người mua người bán gặp nhau, và những cái sàn thương mại điện tử này họ sẽ kiếm tiền từ gì ạ, từ cái việc cho thuê các cái tính năng cao cấp của các cái sàn, của các cái gian hàng, đồng thời họ có thể kiếm tiền từ cái việc là quảng cáo, từ cái việc mà bán cái dữ liệu big data, rồi họ còn nhiều cái nguồn thu nhập khác nữa anh chị em. Tuy nhiên là đây là cái nguồn thu nhập thụ động cực kỳ tuyệt vời, đúng không ạ? Đây là cái nguồn thu nhập rất tuyệt vời. Chúng ta thấy rằng những cái người chủ các cái app sàn thương mại điện tử này, họ đều là những người rất là thành công, giàu có. Ví dụ như là Alibaba thì có Jack Ma, đúng không ạ? Amazon thì có Jeff Bezos, đúng không ạ? Rồi rất nhiều những cái ông chủ khác, họ đều là những người cực kỳ thành công. Và nếu mà chúng ta mong muốn có nguồn thu nhập thụ động thì chúng ta hãy tạo ra các sàn thương mại điện tử, chứ không phải là đăng ký các cái, không chỉ là đơn giản là đăng ký các cái trang thương mại điện tử. Tất nhiên nếu mà chúng ta đăng ký các trang thương mại điện tử, chúng ta vẫn có thể tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Ví dụ Huy có người bạn đó là gì ạ, chuyên bán hàng trên Shopee, Tiki, Lazada, và khi có đơn hàng thì sẽ có một cái đơn vị gọi là đơn vị là box.me. Đơn vị này sẽ phụ trách cái việc mà đóng gói hàng hóa, rồi giao nhận hàng hóa, đồng thời là thu tiền và gì ạ, và đối soát cái chi phí, cái tiền giữa chi phí và gì ạ, lợi nhuận, sau đó trả cho mình cái phần lợi nhuận. Rất là hay. Sẽ có những cái đơn vị giúp mình trong cái việc logistics anh chị em nhé. Chúng ta cũng có thể xây dựng cái hệ thống bán lẻ, hệ thống các cái siêu thị, và chúng ta có thể nhượng quyền thương mại. Các hệ thống bán lẻ ví dụ như là những cái hệ thống thời trang, các hệ thống bán những cái đồ ví dụ như là Jody anh chị em thấy, hoặc là Zara, những cái hệ thống thời trang, hoặc là cái hệ thống bán phụ kiện điện thoại, bán điện thoại, ví dụ như là Thế Giới Di Động, ví dụ như là Viễn Thông A, rất nhiều các cái cửa hàng bán điện thoại di động nhưng mà bán theo kiểu hệ thống. Tất cả ở đây là bán lẻ nhưng mà phải đi theo hệ thống. Thế có nhiều người hỏi là em mở một cửa hàng bán thời trang hoặc bán một cái quán ăn thì có được không? Thì cũng được, nhưng mà đấy vẫn là thu nhập chủ động và mình sẽ rất là vất vả, và mình sẽ không tạo được nguồn thu nhập thụ động. Thế thì khi mà bắt đầu ấy, chúng ta phải tính, nếu như mà chúng ta mở một cái thì chúng ta phải tính để làm sao để mở 2 cái, mở 5 cái, mở 10 cái, nhưng mà bắt đầu chúng ta phải thành công từ 1 cái đấy. Nhưng mà mở 1 cái để mà gì ạ, để tầm nhìn là 10 cái,
để 20 cái này, 200 cái, 500 cái. Đấy, thì khi đó chúng ta mới thành công được. Chứ còn nếu không ấy, thì chúng ta sẽ rất khó để thành công. Ở Ấn Độ có một vị tỷ phú. Có một tỷ phú. Người này xuất thân từ một cái ngôi làng rất là nghèo ở Ấn Độ. Và khi bắt đầu, anh ta chỉ có 0,5 đô để mà khởi nghiệp thôi. Nên sau đó thì anh ta bắt đầu xây dựng cái ý tưởng của mình. Đó là anh ta đến gặp các cái chủ khách sạn, nơi mà các khách sạn đó đang bị ế ẩm. Anh ta bắt đầu đề nghị với họ, đó là gì ạ, sẽ hợp tác kinh doanh với họ, giúp họ có nhiều khách hàng hơn. Mới đầu họ còn nghi ngại, họ còn không tin, nhưng sau đó thì họ đã bị thuyết phục và anh ta bắt đầu đầu tư một số tiền vào cái khách sạn cũ kỹ đó, cái khách sạn mà ít người biết đến, ít khách hàng đó. Sau đó anh ta sẽ decor lại, tức là gì ạ, thay đổi lại cái nội thất cũng như là bên ngoài. Đấy, và đặt lại tên cho nó gọi là Ozo Hotel. Sau đó anh ta đầu tư cái máy ảnh và chụp những cái ảnh thật nó đẹp, sau đó là đưa lên mạng xã hội, đưa lên các cái trang Booking, Lazada, rồi các cái trang Agoda, TripAdvisor, rồi Airbnb, đưa lên những cái trang gọi là đặt phòng online đó để mà chúng ta có thêm những khách hàng, và dần dần khách hàng đến đông hơn và các chủ khách sạn họ cảm thấy rất là vui mừng vì có nhiều khách hàng và có thêm thu nhập. Hơn thế nữa, họ còn có thể là được tự do bởi vì anh ta bắt đầu giúp họ luôn cả việc quản lý cái khách sạn đó. Cái người chủ khách sạn họ không cần phải đứng đó để quản lý nữa, nhưng họ vẫn có tiền, thậm chí nhiều tiền hơn cả cái việc mà họ đứng đó họ quản lý đó, và họ giao cho quyền quản lý khách sạn đó cho anh ta. Và bắt đầu từ một khách sạn thành công, anh ta bắt đầu nhân bản lên, và chỉ sau 2 năm đó, chỉ sau 2 năm, sau 5 năm, sau 5 năm thì từ một cái người sinh viên, từ một cái người rất là nghèo khó, anh ta đã trở thành một tỷ phú với hơn 2 tỷ đô và hơn 46.000 khách sạn Ozo trên khắp thế giới đã được triển khai. Như vậy anh chị em thấy không ạ? Nó hoàn toàn có thể là chúng ta có những cái nguồn thu nhập thụ động từ những cái việc như vậy. Đó. Đó. Cái quan trọng nhất ở đây đó là tư duy hệ thống, là chúng ta phải có một cái tư duy hệ thống, kể cả là mở một cái cửa hàng bán lẻ cũng được, nhưng mà phải có tư duy hệ thống. Chúng ta phải quy trình hóa, chúng ta phải tự động hóa từng cái khâu một, sau đó là gì ạ? Thuê người về để làm cái vị trí thay cho mình, thay vì cái ông chủ khách sạn đứng đó để mà gì ạ? Để mà thu tiền, để mà quản lý, thì chúng ta thuê người để làm việc đó, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta chỉ làm việc đó nếu chúng ta có một hệ thống. Còn nếu như mà chúng ta mở một cửa hàng ra mà chúng ta thuê người ngay từ lúc đầu á, thì có thể là chúng ta sẽ thất bại. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chi nó vượt quá là thu, thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ thua cuộc, đúng không ạ? Đấy, đó là cái việc mà xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động từ những cái ngành như vậy, thì thực sự nó là cũng rất là rủi ro và chúng ta phải tốn rất nhiều vốn. Nếu mà muốn tốn ít vốn ấy, thì chúng ta có thể tạo ra những cuốn sách, đúng không ạ? Hoặc là có những cái khác để chúng ta có thể có những cái nguồn thu nhập thụ động mà nó rẻ hơn rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta xây dựng một hệ thống phân phối nhiều cấp. Nhiều cấp hay đa cấp là giống nhau anh chị em nhé. Tức là gì ạ? Từ nhà phân phối này, đến tổng đại lý này, đến đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, đến cửa hàng. Thì đây là gì ạ? Là cái hệ thống phân phối nhiều cấp, đúng chưa ạ? Cái này là không phải là nhà sản xuất nhé. Từ nhà sản xuất thì bắt đầu đến gì ạ? Đến nhà phân phối. Từ nhà phân phối bắt đầu chia ra các cái tổng đại lý. Tổng đại lý bắt đầu chia ra các cái gì ạ? Đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, đại lý và các cửa hàng. Và đây là cái mô hình kinh doanh phổ biến của thế kỷ trước. Và trước đây á, thì cái việc mà phân phối sản phẩm thường đi theo cách này. Nhưng mà đây là một cái mô hình kinh doanh khá là lỗi thời. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà chia theo nhiều cấp như này á, thì nó dẫn đến cái việc là gì ạ? Là cấp càng cao thì cái chiết khấu nó sẽ càng sâu, đúng không ạ? Đó. Và cái nhà phân phối thì họ phải ôm hàng rất là nhiều. Và nếu mà chúng ta muốn tham gia vào cái mô hình kinh doanh này, thì chúng ta muốn có một cái chiết khấu tốt thì chúng ta phải ôm hàng nhiều, và áp lực doanh số nó dẫn đến là gì ạ? Rất nhiều người bán hàng mà gì ạ? Bất chấp.
Và đây không còn là một cái mô hình kinh doanh được ưu tiên nữa. Hiện nay anh chị em thấy là gì ạ? Phần lớn mọi người sẽ bán hàng thông qua hình thức là gì ạ? Bán trực tiếp. Bán trực tiếp là sao ạ? Từ nhà sản xuất, họ chỉ có một nhà phân phối hoặc là gì ạ? Hoặc là cái nhà sản xuất đó họ trực tiếp giao cho cái bên trang thương mại điện tử. Họ bán hàng trực tiếp qua các trang thương mại điện tử luôn. Đấy, như vậy là gì ạ? Họ sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí trả cho các cái cấp đại lý, mà gì ạ? Họ có thể giảm giá thành để đưa cho người gì ạ? Cho người tiêu dùng. Họ chỉ cần tập trung vào marketing thôi. Họ tập trung vào marketing thôi, cho nên họ hoàn toàn có thể là gì ạ? Từ nhà sản xuất đến thẳng tay người tiêu dùng, nó gọi là bán hàng trực tiếp. Đúng không ạ? Và đấy sẽ là cái kênh mà giúp chúng ta tạo ra các nguồn thu nhập thụ động cực kỳ tuyệt vời. Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta sẽ có lợi thế về giá và chất lượng sản phẩm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu mà chúng ta mua hàng tại một cửa hàng, nếu mà cái sản phẩm đấy bị lỗi, ví dụ chúng ta mua một chai Coca ở cái cửa hàng tạp hóa, nếu mà cái chai Coca đó bị lỗi thì chúng ta rất là khó để mà khiếu nại cái cửa hàng đó. Cửa hàng đó tôi không biết, ông bên trên ông sản xuất, ông đại lý cấp 1 cung cấp cho tôi biết được nào. Hỏi ông đại lý cấp 2, ông đại lý cấp 2 bảo tôi biết đâu, tôi lấy hàng ông đại lý cấp 1. Hỏi ông đại lý cấp 1, ông đại lý bảo tôi lấy hàng ông tổng đại lý. Hỏi ông tổng đại lý bảo tôi biết đâu, tôi nói làm từ nhà phân phối. Nhà phân phối bảo tôi biết đâu, tôi làm từ nhà sản xuất. Thế là chúng ta phải đi qua rất là nhiều khâu thì mới đến được cái gì ạ? Nơi mà chịu trách nhiệm về sản xuất cũng như là chất lượng về sản phẩm. Nhưng nếu mà chúng ta mua hàng trực tiếp, tức là hay là cái mô hình bán hàng trực tiếp ấy, thì chúng ta mua một cái sản phẩm là chúng ta mua trực tiếp từ nhà sản xuất. Và khi đó nếu mà sản phẩm nó có lỗi, nó có vấn đề thì chúng ta chỉ cần một cái gì ạ? Một cái công thôi, một cái khâu thôi là chúng ta khiếu nại trực tiếp tới nhà sản xuất. Đúng không ạ? Đó, đấy là cái cách mà hiện nay mà chúng ta dùng nhiều hơn. Đúng không ạ? Rồi. Chúng ta có thể xây dựng một cái hệ thống logistics. Hệ thống logistics là sao ạ? Đó là hệ thống gọi là kho vận. Logistics nó bao gồm tất cả những cái liên quan đến gì ạ? Từ đóng gói này, lưu kho này, vận chuyển này, giao hàng này, thu tiền này, đối soát này. Đấy, nói chung là tất cả cái quá trình là từ khi mà nhà sản xuất cho tới tay người tiêu dùng, mà cái quá trình hàng hóa vận chuyển như thế nào thì nó gọi là logistics, đúng không ạ? Đấy, thì ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều cái đơn vị mà họ hỗ trợ chúng ta toàn bộ cái hệ thống logistics. Tức là gì ạ? Chúng ta có thể mua một cái sản phẩm về, sau đó là gì ạ? Chúng ta không cần phải kho hàng. Chúng ta có thể để hàng ở kho hàng của họ. Họ chuẩn bị cho chúng ta kho hàng, họ sẽ đóng gói chúng ta, họ sẽ bảo quản cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần gì ạ? Bán hàng thôi. Sau khi bán hàng, chúng ta gửi cho họ cái đơn hàng, họ có cái thông tin gửi hàng, thì họ sẽ gì ạ? Đóng gói cho chúng ta, giao hàng cho chúng ta, thu tiền cho chúng ta, sau đó đối soát trả tiền cho chúng ta cái phần mà chúng ta gì ạ? Được hưởng. Đấy. Ví dụ như là cái phần của họ là 10%, thì automatic mình trích cho họ 10%, hoặc là có một con số bao nhiêu đó. Đấy. Thì như vậy là chúng ta sẽ gì ạ? Tự động hóa được cái quá trình kinh doanh của mình, đúng không ạ? Đó. Ở Việt Nam thì Huy biết một số cái đơn vị hiện nay thì đang nổi tiếng nhất, đấy là hệ thống của BoxMe. Đấy, anh chị em có thể tham khảo thêm cái điều này. Đó. Về bán hàng thì có rất nhiều người là ví dụ bán hàng trên Shopee hoặc trên trang thương mại điện tử của riêng mình, hoặc là trên các cái sàn thương mại điện tử. Sau đó khi mà có người đặt hàng thì làm sao? Thì chính Shopee, chính Tiki, chính Lazada chính là cái người mà giao hàng cho họ. Đấy, thì đấy là hệ thống gọi là marketing. Đấy, chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ tập trung vào cái việc là marketing và bán hàng. Thì trong cái quá trình marketing bán hàng thì chúng ta cũng có những cái mô hình kinh doanh để giúp chúng ta có cái nguồn thu nhập thụ động. Thứ nhất, chúng ta có thể bán các khóa học online qua video, qua các cái sàn thương mại điện tử bằng cách là quảng bá các cái video. Lúc đấy là chúng ta tạo ra các cái video, anh chị ấy, tạo ra các khóa học online. Nhưng mà bây giờ là chúng ta bán nó ở trên các cái trang thương mại điện tử, trên các cái sàn thương mại điện tử, đúng không ạ? Thì một số các cái khóa học ở trên Unica, rồi trên Udemy, chúng ta có thể vào đó chúng ta đăng những cái khóa học của mình. Nếu mà chúng ta có khả năng đào tạo thì chúng ta có thể bán những khóa học online. Và khi đó thì chính cái sàn đó, cái sàn mà bán cái khóa học đó, họ sẽ quảng cáo, họ sẽ bán cho mình.
Đấy, và việc của mình đó là gì ạ? Chỉ cần sản xuất cái video thôi. Đấy. Rồi. Tiếp theo là chúng ta có thể bán quảng cáo dựa trên cái việc xây dựng nhân hiệu, xây dựng cái thương hiệu của mình, hoặc xây dựng cái số lượng cái người tham gia vào cái Facebook, cái fanpage của mình. Ví dụ như là chúng ta làm các blog, các cái website, các vlog, các cái fanpage hay là các cái trang mạng xã hội khác như là TikTok, Instagram. Khi mà chúng ta có nhiều người tham dự, nhiều người like, nhiều người comment, nhiều người hâm mộ, nhiều người theo dõi, thì chúng ta có thể bán quảng cáo ở trên đó, đúng không ạ? Chúng ta có thể bán các sản phẩm ở trên đó, chúng ta quảng cáo cho các cái nhãn hiệu hoặc là những cái bài viết, những cái thương hiệu đó, thì họ sẽ trả tiền cho chúng ta. Thì đây cũng có thể là một cái nguồn thu nhập thụ động rất là tốt và nó khá là dễ làm. Bởi vì chúng ta không cần phải có quá nhiều tiền để bắt đầu những cái công việc này, cũng không cần phải có quá nhiều kiến thức. Có nhiều người rất là nổi tiếng trên mạng xã hội, có rất nhiều follow, nhưng mà rất là bình thường. Có thể có những cậu bé ở quê nhưng mà có rất nhiều follow, và sau đó các nhãn hiệu bắt đầu họ tìm đến, gọi là họ tìm đến những cái KOL. KOL tức là những cái KOL tức là những cái người nổi tiếng trên mạng xã hội, những người gọi là có tiếng tăm trên mạng xã hội, và sau đó họ sẽ đặt vấn đề, nếu như mà anh nói về cái thương hiệu của tôi sẽ chi trả cho anh từng này tiền đó. Và đây thì nó cũng không phải là cách thu nhập thụ động hoàn toàn anh chị em nhé, bởi vì chúng ta vẫn phải tiếp tục sản xuất những cái nội dung để mà thu hút thêm những cái người hâm mộ. Bởi vì nếu mà chúng ta dừng lại thì lập tức những người hâm mộ sẽ đi đi tìm những cái trang khác ngay. Họ sẽ không có trung thành với chúng ta nếu mà chúng ta dừng lại. Cho nên ở đây thì nó cũng không hoàn toàn là thu nhập thụ động, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng được tự do để làm những việc mình thích và vẫn có thu nhập anh chị em nhé. Đây là cái cách rất hay để chúng ta tạo ra thu nhập thụ động, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa là chúng ta có thể tham gia vào cái mô hình kinh doanh, nó là tiếp thị liên kết hay là affiliate. Thì cái mô hình tiếp thị liên kết này là sao ạ? Tức là chúng ta gọi là giới thiệu những cái liên kết, các cái công ty, các cái sàn thương mại điện tử, các trang thương mại điện tử ấy, họ có một cái mã giới thiệu. Khi mà chúng ta giới thiệu cái liên kết, tức là copy cái đường link ấy, là gửi cho bạn bè, người thân, hoặc là chúng ta có những cái website, có những cái thương hiệu cá nhân, có những cái blog, sau đó là chúng ta gắn cái đường link affiliate lên đó. Thì khi mà những cái người hâm mộ, những cái người theo dõi chúng ta, hoặc người bạn của chúng ta, họ nhấn vào cái đường link đó, thì họ sẽ truy cập vào website của cái bên bán hàng. Ví dụ như là Shopee, Lazada, Amazon, thì họ sẽ mua hàng ở trên trang của Amazon, của Shopee. Đấy. Thì khi đó thì sao ạ? Khi đó thì chúng ta sẽ có một cái khoản hoa hồng, bởi vì chúng ta đã dẫn người đến với cả cái website đó. Đây là cái quá trình marketing hộ người khác anh chị em nhé, gọi là marketing hộ. Chúng ta cũng có thể tham gia vào các cái network affiliate network, ví dụ như là Access Chase, ví dụ Max Offer. Thì khi mà chúng ta có một cái website, chúng ta muốn là gì ạ? Muốn có người bán hàng cho chúng ta, quảng cáo cho chúng ta, thì chúng ta làm sao tham gia vào cái network đó. Và khi cái network này thì nó tập hợp rất nhiều những người có sản phẩm cộng với rất nhiều những người không có sản phẩm. Nếu mà chúng ta là những người mới bắt đầu không biết làm thế nào, thì đây là một cái mô hình mà hoàn toàn chúng ta có thể kiếm được tiền, và thậm chí cũng rất là nhiều tiền đó, nếu mà chúng ta biết cách đó. Chúng ta vào đó, chúng ta lấy cái sản phẩm của họ, sau đó chúng ta đăng lên trên mạng xã hội của mình, đăng lên fanpage của mình, đăng lên trang cá nhân của mình, đăng lên website của mình, đăng lên YouTube của mình, đúng không ạ? Đấy, đăng lên blog của mình, đăng lên vlog của mình. Đấy, sau đó thì khi những người hâm mộ họ vào, họ nghe, họ xem cái video, cái website của chúng ta, sau đó họ nhấn vào cái đường link đó, thì họ sẽ được chuyển đến cái trang bán hàng của cái bên mà bên bán hàng đó, và họ mua hàng. Thì cái người mà bán hàng đó họ sẽ giao nhận cái hàng hóa cho cái người kia, và mình không quan tâm việc đó, mình chỉ quan tâm đến cái việc mình chỉ giới thiệu cái người này đến với cái chỗ mà có bán thôi. Và chúng ta có thể kiếm được tiền. Có những cái trang giúp chúng ta có bán hàng tiếp thị liên kết rất là lớn trên thế giới, ví dụ như là Clickbank.
đấy, Clickbank hoặc là nhiều cái trang khác tương tự, và chúng ta có thể tham gia vào đó, chúng ta có thể kiếm được hoa hồng từ 3%, 5%, 10%, thậm chí là đến 60%, 70%, 80% anh chị em, rất tuyệt vời. Đấy, Clickbank nó có những cái khóa học chẳng hạn, có thể mà họ chi trả cho mình đến 80%, tức là cái khóa học đó nếu mà cái người mà khách hàng họ mua thì họ trả 100 đô thì cái người tác giả cũng như là Clickbank chỉ lấy có 20 đô thôi, còn họ trả chúng ta đến 80 đô. Như vậy là chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái việc mà marketing nó chính là cái thứ mà tạo ra cái lợi nhuận cực kỳ lớn, bởi vì phần lớn mọi người mua cái sản phẩm đã tạo ra rồi, nếu không bán được thì không có tiền, cho nên họ sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền để bán được cái sản phẩm đó. Bởi vì có những sản phẩm số, những cái cuốn ebook, những cái khóa học tạo ra một lần, sau đó chúng ta bán mãi, bán càng nhiều thì càng có tiền, không bán được thì chẳng có gì cả. Cho nên là thà kiếm một lợi nhuận ít còn hơn là gì ạ, là kiếm nhiều nhưng mà gì ạ, nhưng mà chẳng bán được, đúng không ạ? Bây giờ nếu mà mình cho đến 80% thì chắc chắn những cái người mà họ là tham gia vào cái mô hình affiliate ấy, họ sẽ rất là thích, bởi vì quyền lợi họ được nhiều hơn mà, cho nên họ bán rất là nhiệt tình, họ thậm chí họ còn chạy quảng cáo cho mình, thay vì mình phải chạy quảng cáo thì họ sẽ chạy quảng cáo cho mình, đúng không ạ? Thì khi đó thì mình sẽ được gì ạ, mình được thu nhập thụ động, đúng không ạ? Đấy, thế thì ở đây chúng ta sẽ làm vai trò của người gì ạ, người tạo ra hoặc là người gì ạ, người bán hàng, người marketing, thì chúng ta đều có thể có nguồn thu nhập thụ động nếu mà chúng ta biết cách, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa là cái mô hình kinh doanh là dropship. Dropship thì nó gần giống với tiếp thị liên kết, nhưng mà ở đây là chúng ta có một cái trang web riêng. Đấy. Chúng ta có một trang web riêng và chúng ta sẽ bán hàng trên cái trang web đó của mình hoặc trên cái sàn đó của mình. Đó. Tức là chúng ta có một cái tham gia vào cái sàn chúng ta tham gia vào cái sàn thương mại điện tử, nhưng mà chúng ta được cung cấp một cái website riêng của mình, một cái gian hàng riêng của mình. Sau đó mọi người vào mua hàng trên gian hàng của mình, chứ không phải là nhấn vào đường link sang gian hàng của đối thủ. Đấy. Như vậy là dropship ấy, thì nó có một cái điều khác, đó là chúng ta vẫn giữ được khách hàng ở trên trang của mình. Còn affiliate là chúng ta bán lúa non ấy, tức là chúng ta chạy quảng cáo có khách hàng, sau đó chúng ta bán hết cho gì ạ, cho cái bên mà bán hàng, thì bên bán hàng họ sẽ nhận được hết tất cả cái lưu lượng truy cập đến từ nguồn của mình. Còn ở đây thì cái bên bán hàng họ sẽ không nhận được cái nguồn lưu lượng, mà cái website của mình hay cái sàn của mình thì vẫn là cái nguồn và mình giữ được khách hàng, đúng không? Và thêm cái điều nữa, đó là chúng ta không tham gia vào quá trình giao nhận sản phẩm. Tức là gì ạ? Là chúng ta họ mua hàng trên trang của chúng ta, trên website của chúng ta, trên cái sàn của chúng ta, trên gian hàng của chúng ta. Đấy. Sau khi mua hàng xong thì nhà sản xuất hay là sàn thương mại điện tử hay là nơi mà nhà phân phối họ sẽ giao hàng cho khách hàng, mà chúng ta không tham gia vào quá trình là gì ạ, giao nhận. Chúng ta chỉ có gì ạ, chuyển giao cho họ cái thông tin là giao cho tôi đến địa chỉ này, thì họ lập tức là gì ạ, họ giao địa chỉ đó. Mà chúng ta không tham gia quá trình giao nhận. Ví dụ như các cái sàn rất là nổi tiếng, ví dụ như là Amazon, Lazada, Shopee, thì đều là những cái sàn giúp cho chúng ta gọi là làm dropship, hoặc là một số cái công ty bán hàng trực tiếp thì họ cũng gì ạ, họ cũng cho phép chúng ta kinh doanh theo hình thức dropship, tức là họ cho chúng ta một cái website và sau đó là gì ạ, sau đó là chúng ta kinh doanh trên website đó, chúng ta thu hút người vào trong website của mình, họ mua hàng trên website của mình, và công ty hay là nhà phân phối họ sẽ đóng gói, họ sẽ chuyển hàng cho khách hàng thay cho chúng ta, và chúng ta sẽ hưởng cái hoa hồng ở giữa, ví dụ như là từ 10%, 20%, 30% gì đó, đúng không ạ? Đấy, đấy là cái mô hình dropship. Mô hình dropship này cũng là mô hình rất là phổ biến ở trên thế giới, đặc biệt cho những cái người gọi là freelancer, những cái người mà thích có những cái thu nhập thụ động đó. Bởi vì khi họ thu hút người đến cái website của họ và những cái người kia họ mua hàng ấy, thì cái quá trình mà tự động chuyển hàng nó tự động nó diễn ra, và ngay cả khi mà họ không ở website đó, họ không cần phải chốt đơn, không cần phải bán hàng, thì cái quá trình giao dịch nó vẫn diễn ra, cái việc thanh toán nó tự động diễn ra, tất cả mọi thứ nó tự động hết đó. Thì đấy là cái mô hình kinh doanh theo hình thức dropship. Thêm một cái mô hình marketing nữa anh chị em có thể
lưu ý và rất nhiều người hiểu nhầm ở chỗ này, đó là hệ thống multi level marketing. Ở Việt Nam rất nhiều người nó gọi cái mô hình này nó gọi là đa cấp, nhưng là nó không đúng. Đa cấp là cái mô hình lúc nãy ấy, mô hình lúc nãy mà hệ thống mà nhiều phân nhiều cấp ấy, thì đấy mới là mô hình gọi là bán hàng đa cấp. Còn ở đây người ta gọi định nghĩa nó là gì ạ? Là marketing, mà các ông cứ gắn nó vào là bán hàng đa cấp là các ông sai rồi, đúng không ạ? Hệ thống multi level marketing tức là hệ thống marketing nhá, hệ thống marketing ở đây là cái phần marketing đấy. Hệ thống marketing và gì ạ, là họ sẽ trả thưởng theo nhiều tầng chứ không phải là bán hàng nhiều tầng đấy. Cho nên cái này là khác nhau, đúng không ạ? Nó là mô hình bán hàng trực tiếp đấy. Mô hình bán hàng trực tiếp nhưng mà trả thưởng theo nhiều tầng đấy. Và khi mà chúng ta xây dựng những cái hệ thống đó, xây dựng cái hệ thống kinh doanh, tức là gì ạ? Chúng ta tận dụng cái sức mạnh của nhiều người, chúng ta tận dụng sức mạnh của gì ạ? Của đám đông. Ví dụ như này, mỗi người chúng ta thì có rất nhiều mối quan hệ, đúng không ạ? Có những người có hàng trăm mối quan hệ ở phía sau, anh em, gia đình, họ hàng, bạn bè, bạn học, bạn đồng niên, bạn đồng hương, rất là đông, đúng không ạ? Và mỗi người chỉ cần tham gia vào đó và chia sẻ cho khoảng 6 người khác thôi. Từ một người chia sẻ cho 6 người, 6 người đó lại chia sẻ cho 6 người nữa, 6 người nữa lại chia sẻ cho 6 người nữa, 6 người đó lại chia sẻ cho 6 người đó, thì chúng ta sẽ có một cái cấp số nhân. Và chúng ta không phải suốt ngày đi bán hàng, suốt ngày đi gì ạ, đi tìm kiếm khách hàng, mà chúng ta gì ạ, tập trung chăm sóc 6 người và dạy dỗ, giúp đỡ họ để họ có thể làm được giống như mình, đó là họ cũng thể tìm ra 6 người nữa thôi. Đấy. Như vậy là cái cấp số nhân nó sẽ nhân rất là nhanh, 6 x 6 x 6 x 6, chỉ cần 7 tầng thôi anh chị em, là chúng ta đã có một cái hệ thống 42.000 người đấy, 42.000 người trong cái đội nhóm, trong hệ thống của mình. Và khi đó chỉ cần mỗi người, chưa cần nói bán hàng, mỗi người chỉ cần tiêu dùng một sản phẩm mỗi ngày thôi, thì chúng ta đã có một cái lượng doanh số rất lớn. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái gì ạ, cái lượng doanh số đến từ gì ạ, từ cái hệ thống đấy. Và đây là cái mô hình kinh doanh đang được ưa chuộng rất là lớn ở Việt Nam. Việt Nam hiện nay đang thuộc top 5 những cái công ty, những cái quốc gia mà có cái sự tăng trưởng nhanh nhất về cái doanh số bán hàng theo hình thức multi level marketing. Nó không phải hình thức bán hàng đa cấp anh chị em nhé. Nhiều anh chị em nói rằng hình thức bán hàng đa cấp, nhưng mà bán hàng đa cấp là cái phần cũ kỹ, phần bên trên ấy, tức là cái phần mà từ tổng đại lý cho đến đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, đại lý cấp 3, đấy mới là bán hàng đa cấp. Còn đây là gì ạ? Là marketing nhiều nhiều tầng, hay là marketing đa cấp thì đúng hơn, đúng không ạ? Cái này là cái mà rất nhiều người hiểu nhầm, nhưng không hiểu sao mà rất nhiều người hiểu nhầm. Và hiện nay á, ngày xưa á, ở Việt Nam nó có cái hiệp hội bán hàng đa cấp, nhưng bây giờ người ta hiểu ra rồi, người ta cũng hiểu ra là lỗi của người ta rồi, người ta sai rồi. Cho nên là bây giờ người ta cũng không dùng cái từ đấy nữa. Bây giờ cái từ là hiệp hội bán hàng đa cấp ở Việt Nam ấy, thì giờ nó chuyển thành là hiệp hội bán hàng trực tiếp, anh chị em nhé. Thì họ không phải bán hàng đa cấp. Tại sao như vậy ? Bởi vì những cái người ở trong cái hệ thống đó, họ chỉ là gì ? Họ chỉ làm cái nhiệm vụ đó là giới thiệu sản phẩm cho đến tay người tiêu dùng. Và khi người tiêu dùng mua hàng ấy, họ mua hàng từ đâu ? Họ không phải mua hàng từ cái người giới thiệu, họ mua hàng trực tiếp từ công ty. Cho nên gọi là mua hàng trực tiếp hay là bán hàng trực tiếp từ công ty hay từ nhà sản xuất, bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng thông qua sự giới thiệu của một cái người nào đó. Đấy. Và đây là cái mô hình giúp chúng ta có thể có nguồn thu nhập thụ động mà không cần phải đầu tư quá nhiều tiền. Đấy. Chúng ta chỉ cần có một cái khoản tiền nho nhỏ ban đầu, vài triệu đến vài chục triệu là cùng, để mà chúng ta bắt đầu tham gia. Và đặc biệt hơn, hệ thống multi level marketing hay là MLM, đây là được Robert Kiyosaki đánh giá là gì ạ? Là ngôi trường đào tạo tốt nhất trên thế giới mà lại miễn phí. Tại vì sao ạ? Bởi vì nếu mà chúng ta muốn có một đội nhóm 46.000 người đấy, đúng không ạ? Hoặc là bao nhiêu nghìn người đó, thì chúng ta cần phải đào tạo, hướng dẫn, chia sẻ cho những cái người bên dưới đấy. Vì vậy họ phải gì ạ? Họ phải tự đào tạo lẫn nhau đó. Tuy nhiên với những cái mô hình kinh doanh mà quá tập trung vào bán hàng, quá áp lực vào bán hàng, thì nó dẫn đến những cái người ở trong hệ thống đó, họ sẽ bán hàng theo hình thức gì ạ? Theo hình thức truyền thống. Và đôi khi họ là gì ạ? Họ không kiểm soát được những cái lời giới thiệu của những cái người ở bên dưới, dẫn đến tình trạng là gì ạ? Bên trên làm đúng nhưng mà bên dưới bị loạn, bởi vì không đào tạo, không hướng dẫn. Cho nên bên trên thì vẫn đúng nhưng bên dưới thì nói sai hết.
Ví dụ sản phẩm nó chỉ có 5 thôi nhưng mà nói vống lên là 10, 20 thì đấy là gì ạ? Đấy là nói quá sự thật, nói sai sự thật. Đấy. Cho nên là trong cái multi level marketing, anh chị em nhớ có một phần cực kỳ quan trọng, đó là gọi là đạo đức kinh doanh. Chúng ta chỉ cần giữ được đạo đức kinh doanh trong cái hệ thống của mình thì hệ thống đó sẽ chuẩn. Còn công ty nào không giữ được cái đạo đức kinh doanh thì làm sao? Thì sẽ bị hỏng. Đó. Đây là những cái phương pháp để chúng ta có cái nguồn thu nhập thụ động cực kỳ tuyệt vời mà không tốn quá nhiều tiền, không tốn quá nhiều công sức. Đấy. Ví dụ như là chúng ta tiếp thị liên kết dropship thì chúng ta không có người hướng dẫn, không có người hỗ trợ. Nhưng nếu mà theo hệ thống multi level marketing ấy, thì chúng ta sẽ có người hỗ trợ, sẽ có người cầm tay chỉ việc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà chúng ta làm thì họ cũng sẽ được hưởng một chút cái doanh số của mình. Đấy. Đấy là cái điều cực kỳ tuyệt vời. Và nếu như anh chị em nào mới bắt đầu kinh doanh thì Huy có cái lời khuyên, đó là chúng ta hãy tìm những cái mô hình kinh doanh mà chúng ta được hướng dẫn, được hỗ trợ. Bởi vì đây là những cái mô hình kinh doanh giúp chúng ta nhanh chóng để mà gì ạ, có cái nguồn thu nhập thụ động, được không ạ? Rồi, tiếp theo đến cái phần cuối cùng, đó là các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư thì chúng ta có thể là gì ạ? Đầu tư thì chúng ta phải có tiền, đúng không ạ? Đầu tư thì chúng ta phải có tiền. Chúng ta mua nhà cho thuê, mua xe máy, ô tô để cho thuê. Nhưng nếu mà chúng ta mua một cái, hai cái thì chưa thụ động đâu anh chị em nhé. Chúng ta phải mua nhiều cái và tạo ra cái hệ thống thì nó mới là thụ động. Đấy. Hoặc là chúng ta mua nhà, chúng ta cho thuê thì kể cả một cái cũng được, bởi vì nó chi phí nó lớn. Đấy. Ví dụ như là Huy có một số cái nhà cho thuê thì chúng ta chỉ 3 tháng chúng ta chỉ cùng lắm là chúng ta nhắc nhẹ một cái để mà gì ạ, họ đóng tiền thôi. Đấy, để mà chúng ta có cái tiền thuê nhà thôi, đúng không ạ? Ở Việt Nam ấy thì thực tế này là cái giá trị của cái nhà đấy, đấy lớn hơn rất nhiều so với cả chi phí cho thuê. Đấy, ví dụ như chúng ta mua một căn hộ hoặc một cái nhà thì chúng ta cho thuê ấy, thì cái lợi nhuận ấy nó chỉ chiếm khoảng độ 2-3% so với giá trị hàng hóa thôi. Như vậy là gì ạ? Nếu mà mua nhà để cho thuê về cơ bản là không có gì ạ, là không có lợi, thậm chí là không bằng gửi lãi suất ngân hàng anh chị em nhé. Đấy, gửi ngân hàng còn gì ạ, còn lợi suất còn cao hơn đó. Nhưng ở Việt Nam thì có một cái điều đặc biệt, đó là những cái tài sản về bất động sản ấy thì nó có khả năng tăng giá rất là tốt, cho nên cho thuê nó chỉ là một cách giữ tiền thêm mà thôi. Nhưng mà phần lớn đó là họ gì ạ, họ giữ cái bất động sản đó và sau đó thì bất động sản nó tăng lên và họ bán đi thì họ có một cái nguồn thu nhập. Đấy cũng là một thu nhập thụ động, tức là không làm gì cả mà vẫn có tiền đấy. Tức là mình mua ra nhà 1 tỷ, sau 2-3 năm sau nó lên thành 2 tỷ, đấy, rồi mình bán đi thế thôi. 2 năm đấy mình chẳng làm gì cái nhà đấy cả thì nó vẫn gì ạ, vẫn sinh ra tiền, đúng không ạ? Một năm mà mình kiếm được 1 tỷ thì cũng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy, thì bất động sản ở Việt Nam đang là một trong những cái ngành, cái nguồn gọi là tạo ra thu nhập thụ động cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta có thể gửi ngân hàng để mà hưởng lãi suất. Lãi suất ngân hàng hiện nay dao động từ 5-7%. Và gì ạ? Và cách này thì là cái cách mà dành cho những người mà thích an toàn và không có nhiều cái kiến thức đầu tư, thì cứ gửi ngân hàng thôi. Tức là tiền nhàn rỗi chẳng biết làm gì thì vứt vào ngân hàng. Nhưng mà ở nước ngoài ấy, thì cái việc gửi ngân hàng này thì lãi suất nó rất là thấp. Và ở Việt Nam thì với một cái tình trạng là cái lạm phát nó khá là cao, cho nên về cơ bản thì ngân hàng chỉ là một nơi giữ tiền chứ không phải một nơi đầu tư, đúng không ạ? Nó không phải nơi đầu tư, nó chỉ là nơi giữ tiền thôi. Cái lãi suất chỉ đủ bù về lạm phát thôi, chứ còn không đủ để mà có lợi. Nếu mà ai đó tính 5% lãi suất ấy thì cái đấy là sai lầm đấy nha anh chị em nhé. Đấy, bởi vì là cái trượt giá nó tương đương, thậm chí là lớn hơn cái con số đó. Đấy, tức là cái số tiền 100 triệu mình gửi ngân hàng ấy, sau năm sau, sau 10 năm sau 100 triệu đó thì nó không còn 100 triệu nữa. 100 triệu ngày xưa ấy, mình có thể mua được căn nhà, nhưng bây giờ 100 triệu chắc chỉ mua được cái móng thôi, thậm chí còn chẳng được cái móng. Đúng không ạ? Đấy. Chúng ta có thể đầu tư chứng khoán để hưởng cổ tức. Nếu mà chúng ta đầu tư chứng khoán theo dạng lướt sóng, tức là mua xong bán thì chúng ta vẫn đang phải là thu nhập chủ động. Đấy. Nhưng mà đầu tư chứng khoán để hưởng cổ tức thì lúc đó là thu nhập thụ động. Tức là cứ hàng năm công ty làm ăn có lãi thì họ sẽ trả cho chúng ta bao nhiêu phần trăm cổ tức đó. Ví dụ như là 20% cổ tức chẳng hạn.
Cổ tức có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả bằng cổ phiếu, tùy do chúng ta lựa chọn, tùy do đại hội cổ đông họ quyết định, đúng không ạ? Nhưng mà đây là đầu tư lâu dài, đầu tư tập trung vào những cái gọi là mã blue chip, hoặc tập trung vào những cái công ty gọi là có uy tín, có tên tuổi. Ví dụ mua cổ phiếu của Vingroup chẳng hạn, đấy là chúng ta yên tâm, đúng không ạ? Của Viettel, của FPT, của Vinaphone, của Vinamilk, ví dụ thế. Những cái công ty gọi là blue chip, những cái công ty gọi là chính, những công ty lớn, những công ty uy tín, những công ty mà dẫn dắt cái sàn chứng khoán, thì đấy gọi là công ty blue chip, anh chị em nhé. Những cái công ty này, cái giá chứng khoán của họ rất là cao. Ví dụ có những công ty là 100.000, thậm chí 200.000 mới được một cổ phiếu. Đấy. Thì chúng ta mà ít tiền ấy, chúng ta mua thì nó chẳng được bao nhiêu. Nhưng nếu mà chúng ta mua những công ty nhỏ, có những công ty nó cổ phiếu nó chỉ có 5.000, 10.000 thôi, thậm chí còn ít hơn, hoặc là 20.000 gì đó, thì cũng là 200.000 thì chúng ta mua được 10 cổ phiếu. Đấy. Và khi mà cổ phiếu này nó tăng giá, ví dụ nó tăng nhẹ thôi, nó tăng 10% thôi, là chúng ta đã được nhiều hơn so với ở bên kia. Đấy. Hoặc là gì ạ? Những cái cổ phiếu mà giá rẻ thì cái tỷ lệ mà khả năng mà tăng gấp đôi nó dễ hơn. À, ví dụ như là tăng từ 10.000 đến 20.000 dễ hơn là từ 100.000 đến 200.000, đúng không ạ? Đó, thì đấy là khi mà chúng ta đầu tư ấy, chúng ta biết một cái nguyên tắc, đó là rủi ro cao thì lợi nhuận cao, rủi ro thấp thì lợi nhuận thấp. Chúng ta muốn an toàn, muốn chắc chắn phải chấp nhận cái lợi nhuận thấp. Còn nếu mà chúng ta muốn là gì ạ? Muốn gọi là lợi nhuận cao thì phải chấp nhận chơi cuộc chơi rủi ro cao hơn, đúng không ạ? Và trong đó thì chúng ta cũng có thể đầu tư vào các quỹ đầu tư, nó gọi capital đấy. Ví dụ như là Vietnam Capital, Vina Capital hoặc là Dragon Capital, là những cái quỹ đầu tư rất là lớn. Thì các quỹ đầu tư này họ sẽ sử dụng tiền của mình để đi đầu tư các cái khoản đầu tư mà sử dụng bằng các cái chuyên gia. Họ có những cái chuyên gia để đầu tư đấy. Và họ sẽ trả lãi cho mình theo một cái thỏa thuận nào đó, tùy vào số tiền mà mình đầu tư. Ví dụ như họ sẽ đảm bảo cho mình cái vốn, đó là cái lãi suất là khoảng độ 10-12%, thậm chí nó có những cái nơi mà có thể lên 20% hoặc hơn. Nhưng mà càng cao thì rủi ro càng lớn, anh chị em nhớ điều này nhé. Càng thấp thì rủi ro càng thấp. Đấy. Cái lợi nhuận càng thấp thì rủi ro càng thấp, càng an toàn, đúng không ạ? Đầu tư vào các quỹ đầu tư thì mình cũng cảm thấy an toàn hơn, và lãi suất thì cao hơn ngân hàng, giống như là việc chúng ta gửi ngân hàng, lãi suất thì cao hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên vẫn nó có những cái rủi ro nhất định ở trong cái việc đầu tư này. Đấy. Nếu như mà có lãi thì không sao, nhưng mà thất bại thì có thể là chúng ta cũng phải gánh thất bại cùng với cả cái quỹ đầu tư, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể đầu tư vào cái tiền kỹ thuật số. Tiền kỹ thuật số về cơ bản ấy, thì nó cũng giống như là các cái mã chứng khoán thôi. Tuy nhiên thì đây là một cái thị trường sôi động hơn, và nó tăng trưởng lên xuống có biên độ lớn hơn. Đồng thời là rủi ro cao hơn, lợi nhuận lớn hơn, đúng không ạ? Và đặc biệt là tiền kỹ thuật số thì hiện nay thì nó chưa được chính thức hóa, cho nên là gì ạ? Cho nên nhiều người có vẻ nghe là rủi ro, nhưng chính là rủi ro chính là cơ hội của rất là nhiều người. Rất nhiều người đã trở thành tỷ phú, triệu phú nhờ gì ạ? Nhờ tiền kỹ thuật số. Ví dụ hôm trước tôi vừa mới xem có một vị tỷ phú mới 30 tuổi. Tổng tài sản là 26 tỷ đô, và anh ta sống rất là giản dị, và anh ta nói rằng là kiếm tiền chỉ để là cho đi thôi. Đấy, kiếm tiền chỉ để cho đi thôi, và anh cũng bắt đầu từ cái việc là sử dụng tiền kỹ thuật số chỉ sau 2 năm, sau 2 năm tham gia vào cái xây dựng cái công ty làm việc trong cái ngành kỹ thuật số, tiền kỹ thuật số, thì anh đã trở thành một tỷ phú với rất nhiều tiền ở trong tài khoản, hơn 26 tỷ đô. Đấy, rất là tuyệt vời. Thì đây cũng là một cái gì ạ? Cái ngành mà cái giúp cho chúng ta tạo ra các nguồn thu nhập thụ động bằng cách là gì ạ? Đầu tư. Đầu tư sau đó chúng ta không làm gì cả, tiền nó tăng lên thì chúng ta có tiền, có lãi, thế thôi. Còn nếu mà nó giảm xuống thì sao? Chúng ta có thể là mất cả chì lẫn chài, mất cả vốn luôn, đúng không ạ? Thế cái này là gì ạ? Rủi ro cao, lợi nhuận cao. Đấy, anh chị em nhé. Đấy, ngoài ra thì đầu tư bất động sản thì chúng ta biết rồi, ở Việt Nam thì đầu tư bất động sản vẫn là một cái ngành đầu tư cực kỳ là tuyệt vời, đặc biệt là với cái tình trạng là khủng hoảng kinh tế xảy ra, vàng tăng, bất động sản tăng, dầu tăng, thì anh chị em có thể đầu tư vào cái đó. Chúng ta có thể đầu tư vào vàng, bạc, đồng kẽm, niken. Ở trên thế giới thì chúng ta có thể mua cả những cái kim loại hiếm khác ngoài vàng để mà đầu tư. Và khi mà
nền sản xuất tăng trưởng thì tất cả những thứ này đều tăng trưởng. Khủng hoảng kinh tế diễn ra thì hầu hết những cái này đều tăng, bởi vì nó đều là kênh để giữ tiền. Không chỉ có vàng anh chị em, còn các cái kim loại khác đều chúng ta đều có thể đầu tư. Đấy. Hoặc là đầu tư về hàng hóa, ví dụ như đầu tư về dầu thô chẳng hạn. Dầu thô bây giờ nó tăng trưởng thì chúng ta cũng sẽ được gì ạ? Sẽ có nguồn thu nhập. Đấy. Thu nhập bằng cách là gì ạ? Chỉ có đơn giản là đầu tư xong nó có lãi thì mình bán thôi. Đấy, không phải làm gì cả. Nhưng mà ở đây là chúng ta cũng cần là gì ạ? Cần phải có kiến thức. Cần phải kiến thức, cần có tư duy đầu tư. Rồi. Đấy. Thì đó là gì ạ? Đó là các cái mô hình nó... Đầu tiên là 10 mô hình, nhưng mà sau đó anh chị em thấy không, là có rất nhiều mô hình đúng không ạ? Tổng là 23 cái mô hình. Ba cái gạch đầu dòng, 23 cái mô hình mà chúng ta có thể là gì ạ? Đầu tư, để có thể đầu tư hoặc là xây dựng hoặc marketing hoặc bán hàng để mà có thể tạo ra cho mình cái nguồn thu nhập thụ động. Đấy. Thế thì chúng ta hãy lựa chọn cho mình cái mô hình nào phù hợp với mình. Có những cái mô hình chúng ta phải đầu tư rất nhiều tiền. Có những mô hình chúng ta phải đầu tư rất nhiều công sức lúc ban đầu. Ví dụ như cái mô hình mà MLM là chúng ta không cần đầu tư nhiều tiền thì sẽ phải đầu tư nhiều công sức, thời gian. Còn những cái mô hình đầu tư nhiều tiền nhưng mà không phải đầu tư nhiều công sức, thời gian, đó chính là gì ạ? Nó gửi ngân hàng, đầu tư bất động sản, đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào quỹ đầu tư, thì chúng ta cần phải có nhiều tiền nhưng mà không cần nhiều thời gian công sức. Nhưng có những cái khoản mà cần nhiều đầu tư thời gian công sức thì lại cần ít tiền. Đó, thì tùy vào cái mà chúng ta đang có. Chúng ta đang có bao nhiêu tiền, chúng ta đang có bao nhiêu thời gian. Nếu mà chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta tham gia vào các mô hình phía trên này để giúp marketing. Bởi vì marketing nó là cái phần cực kỳ quan trọng ở trong cái gì ạ? Nó chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái giá trị hàng hóa. Ví dụ như là hàng hóa là 100.000 thì cái chi phí marketing và bán hàng nó phải chiếm đến 60-70% cái giá trị của hàng hóa đó. Cái giá trị sản xuất nó chỉ có bao nhiêu ạ? 10-20-30% thôi. Cho nên nếu mà bây giờ mà chúng ta đầu tư vào sản xuất là chúng ta đang gì ạ? Là đang sẽ phải ăn một cái khoản rất là thấp. Đấy. Một cái sản phẩm sản xuất ra chúng ta có lãi suất rất là thấp. Nhưng mà khi mà đưa vào phần marketing thì chúng ta có lợi nhuận cao hơn. Vì vậy chúng ta nếu mà những cái người ít tiền, ít vốn, đấy, ít kiến thức thì chúng ta nên tập trung vào cái phần mà marketing này. Đấy. Tập trung vào phần marketing này thì chúng ta sẽ gì ạ? Dễ dàng hơn trong việc kiếm cho mình những nguồn thu nhập thụ động. Và đừng giới hạn mình ở một nguồn thu nhập thụ động. Hãy tạo ra nhiều nguồn thu nhập thụ động. Đó. Và sử dụng các cái đòn bẩy. Ở trong đó có cái đòn bẩy là đòn bẩy về con người, đúng không ạ? Đòn bẩy về công nghệ, đòn bẩy về sản phẩm, đòn bẩy về trí tuệ, đòn bẩy về gì ạ? Về thời gian của người khác, sản phẩm của người khác, công nghệ của người khác, trí tuệ của người khác, nền tảng của người khác, công sức của người khác, đúng không ạ? Sử dụng đòn bẩy của người khác để tạo ra cho mình một cái hệ thống kinh doanh. Làm gì thì làm, chúng ta phải tạo ra cho mình một hệ thống kinh doanh anh chị em nhé. Cái từ hệ thống là cực kỳ quan trọng. Cái từ hệ thống quan trọng hơn là anh chị em làm cái gì. Làm cái gì cũng có thể tạo ra được nguồn thu nhập thụ động nếu mà chúng ta biết cách xây dựng cho mình một hệ thống kinh doanh. Ok không ạ? Rồi, cảm ơn anh chị em đã lắng nghe cái bài chia sẻ của Huy ngày hôm nay. Và xin chúc anh chị em chúng ta sẽ tìm ra được cho mình một cái nguồn thu nhập thụ động. Sau khi chúng ta xây dựng được cái nguồn thu nhập thụ động rồi thì chúng ta có thể xây dựng thêm cho mình các nguồn thu nhập thụ động khác, đúng không ạ? Và từ đó chúng ta sẽ được tự do, hạnh phúc và giàu có. Và hãy tìm cho mình một cái nguồn hay là cái mô hình phù hợp để chúng ta bắt đầu, đúng không ạ? Rồi, ok.